Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay bên mình giới thiệu tới các bạn một sản phẩm rất là hay, đó là máy phát điện mini. Công suất của máy thì đạt từ 500 đến 700W. Trong quá trình mất điện thì dùng rất là ok các bạn nhé. Có thể sử dụng điện sáng quạt rồi là những thiết bị trong gia đình, rất là tiện dụng. Bên mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt cái sản phẩm này vào xe máy nhé. Lắp cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tháo cái nắp nhựa này ra thôi. Tháo nắp nhựa ra. Bên hông xe tháo nắp nhựa ra. Đó. Và vặn. Vặn bằng tay rất là dễ dàng. Ở đầu nó có gen rất là dễ dàng các bạn nhé. Tháo lắp rất là đơn giản. Thao tác chắc khoảng tầm 1 phút là chúng ta có điện trở lại nhé. Đó, cái này nổ rất là êm nha, chỉ gang ti thôi các bạn nhé. Gang ti thôi rất là êm. Đó. Rất là tuyệt vời, chúng ta chỉ mất khoảng 1 phút là có điện trở lại. Đó, đây là đồng hồ chỉ 220V các bạn nhé, chuẩn luôn. Nổ ga rất là nhỏ, đạt đủ điện luôn. Đó, giờ mình rút thử ra này. Mình hiện tại là bây giờ mình đang chạy hai quạt các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm thêm tải này, chuẩn bị cắm thêm tải này. Cắm thêm quả máy mài đi cho nó máu đúng không? Motor mài rất là khủng. Đó, điện áp vẫn ok. Bác mày thử cái xem này. Ok, rất là khỏe các bạn nha. Cắm thêm một cái bóng nữa xem này. Ok, sáng. Bây giờ mình rút cái tổng ra, rút tổng ra. Đấy. Cắm vào đây này. Ok. Chạy rất là êm ái các bạn nha. Lát nữa thì mình sẽ thử vào con gym cho các bạn xem. Các bạn chờ tí mình sẽ thử con gym nhé. Cái này tháo lắp rất là đơn giản. Ok. Đây là con xe gym các bạn nhé. Cái này thì dùng cho rất nhiều loại xe các bạn nhé. Xe way, xe gym, xe tàu. Rất nhiều, tháo lắp rất là đơn giản. Đây mình đang lắp con gym đây. Gym Việt, gym tàu, gym Hàn Quốc. Uầy, các loại dùng rất ok. Đó, đề. Ok. Cắm nguồn vào. Vẫn các thiết bị tải như nãy các bạn nha. Rút đỡ ra đã. Đúng rồi, rút quả máy mài riêng đi. Đâu. Rồi, cắm tải vào. Ok, quạt quay. Khi có tải máy rất là êm. Đấy. Điện áp 220V rất chuẩn. Rồi cắm thêm con tải nữa vào xem nào. Cắm quả bóng chưa đi. Đó. Rất ok. Rất là khỏe các bạn nhé. Cái này khi mất điện thì rất là thoải mái. Cắm thử quả máy mài xem nào. Đấy. Mài thử. Ok. Rất là tuyệt vời các bạn. Cái này thì anh em nào đặt hàng thì bên mình sẽ sản xuất và gửi tận nơi cho các bạn nhé. Bên mình ship hàng toàn quốc nhé. Anh em quan tâm thì để lại số điện thoại
dưới video này bên mình sẽ gọi lại để xin địa chỉ. Gọi lại để xin địa chỉ và các bạn cần thắc mắc câu hỏi gì thì bên mình sẽ giải đáp luôn. Ok. Cái này số lượng có hạn nha, các bạn đặt thì để lại số điện thoại nha. Thì bên mình sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào các bạn.